ai ghé đây ăn anh? Trời ơi, nhiều lắm á. Bảo Thi nè, Nguyên Khang nè, ca sĩ Bảo Thi anh, ca sĩ rồi hài anh hài gì đó mà lùng á, ông gì ta ưa tới ăn lắm, nói chung là nhiều lắm, nhóm nhảy là vũ đoàn nhảy là phải lắm, cả trăm vũ đoàn, nhiều vũ đoàn, nói chung vũ đoàn nào ở Sài Gòn này cũng biết hẳn là này. Bên hông chợ lồng của Lê Sĩ á, đây là hẻm 209, số cũ là 195 Lê Sĩ, phường 3, quận 3. Đây là hẻm 209 bên hông nè. Thì đi vô chúng ta sẽ thấy nguyên cái một cái khu ẩm thực, từ nem lùi tới bánh bún thịt nướng, chả giò, bánh bèo Huế, Thùy Linh nè, cho đến bún mắm miền Tây rất là nổi tiếng. Nhưng mà để mà lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở khu chợ này thì phải nói đến là bánh lăng rau câu với là chè của anh Vinh, một mình anh bán đã 20 năm rồi, là người đầu tiên và sáng chế ra cái món bánh lăng rau câu nước dừa nổi tiếng tại Sài Gòn. Còn đến thời điểm này đây là quầy anh Vinh, rất là nhỏ gọn, có vài cái bàn thôi, anh bán từ 1 giờ trưa cho đến 7 giờ tối. Đây là rau câu lâu đời nhất tại chợ Nguyễn Trỗi Lê Sĩ đây các bạn. Bất kỳ ai ở quận 3 đều biết cái quầy rau câu này. Ông chủ cái hàng rau câu đang làm bánh lăng hay là gọi là kem lăng á cho khách. Chỉ là một cái thùng nhựa để mà đựng rau câu và bánh lăng với đá thôi, một cái tủ nhỏ nhỏ kê mấy cái bàn và một ít gia vị cho những nước đường nè, thì rất là được nhiều người ưa chuộng bởi giá và chất lượng. Hai hũ chè nè là 20 ngàn nè. Đúng rồi, 20 ngàn với hai bịch bánh lăng là 40 đó. Mấy năm muỗng dừa biết rồi, lúc nào cũng xinh rồi. Năm muỗng dừa tại ổng thiên là tiệm nước dừa này lắm. Thích ăn nước dừa đó. Nước dừa, nước dừa đây. Khách tới đây là mua để mang về cũng nhiều lắm. Chị đâu mà sao có một mình anh bán vậy anh? Bán rồi giờ bao nhiêu năm nay có mình rồi. Anh lấy em 4 cái bánh lăng về. Để 2 bịch tiền nha mọi thứ. Quầy này nhỏ nhỏ nhưng mà đông lắm, cực kỳ hút khách. Bởi giá 10 ngàn và cả về chất lượng rất là ngon nên mới tồn tại từ đây từ lâu đến giờ. Và ai trong cái khu chợ này cũng biết tới cái anh bán bánh lăng và rau câu này hết á. Khách
Rồi anh làm xong tự anh bê ra cho khách luôn đó. Một mình lui cui làm thôi từ xưa đến giờ. Anh tính ra là quầy bánh lăng với lại rau câu chè của mình là được bao nhiêu năm rồi anh? 19 năm. Nhà mình ở xa đây không ạ? Dưới Tân Bình á. Mỗi ngày mình lên đây mình bán thì tôi mấy giờ? 1 giờ. 1 giờ chiều. Tới mấy giờ là anh dọn về ạ? Tới 7 giờ. Yeah. Anh Vinh ngày nào cũng 7 giờ mới dọn về hay là hết sớm thì mình về sớm chứ hả? Sớm về sớm. Nếu ngày nào mà hết sớm nhất là khoảng mấy giờ anh Vinh? 5 giờ. Dạ. Cô cháu Như Phượng ơi. 19 năm rồi, một mình lui cui bán ở cái chợ nè. Anh chị mình ở nhà làm việc gì khác hay là sao không thấy đi phụ anh? Không em. Nhà làm việc khác. Tức là chị ở nhà làm việc khác và ảnh việc bán rau câu với buôn bán là của chị. Chị có công ty riêng. Cái này là anh tự làm luôn hay là ở nhà có người làm cho anh? Anh làm chứ. Anh làm mấy bao nhiêu năm? Không có cho ai làm. 19 năm rồi hèn gì mà thấy lanh tay ghê. Quen tay rồi. Em 40 ngàn. Cái này là không muốn ai làm hết, mình chỉ muốn làm mình để cho cái bánh nó được chất lượng nó ngon. Dạ. Anh Vinh có tâm sự là những cái rau câu, cái chè này với lại bánh lăng là tự anh làm hết. Vợ thì cũng muốn phụ anh nhưng mà vợ có công ty riêng và rất là bận. Nên là một mình anh ôm anh làm luôn, cả buôn bán, cả dọn dẹp. Ở đây, ở cái chợ này đã 19 năm rồi, 20 năm chẳng đó. Nên rất là được nhiều bạn đam mê ẩm thực, món ngon ở đây ủng hộ. Của anh Vinh á, có thể gọi shipper, Grab hoặc là Foodie rồi gì đó cũng có nè. Số thoại của anh Vinh là để mà đặt hàng trước hoặc là giao tặng nhà là 0915 78 2030. Các bạn nhớ số điện thoại này nha. Muốn ăn rau câu, bánh lăng với lại chè của anh Vinh thì có thể gọi trên cái bảng hiệu nhỏ nhỏ này nè. Thì đây là bánh lăng rau câu,
ngon và có tiếng và rẻ nữa, và đặc biệt là chất lượng, ở chợ Nguyễn Trỗi, Lê Duy Sĩ, phường 3, quận 3. Bánh lăng mà vừa đâu câu không, cái này là bánh lăng không? Là một cái, là hai cái bánh lăng đó. Đúng là 10 ngàn. Dĩa nào cũng 10 ngàn hết nha các bạn. Hãy anh đem lên cho cái bàn khách nữ. Rồi đây là 6 bánh lăng, 3 bánh lăng đâu câu. Và chuẩn bị những cái món này hàng ngày thì mấy giờ là anh chuẩn bị đi chợ rồi anh Vinh? Thì 3 rưỡi sáng dậy làm rồi. Là mình chuẩn bị tới chiều rồi mình dọn ra luôn á ha. Đúng rồi, làm đi. Dịch làm xong rồi cả là tới trưa là anh phải dọn. Anh Vinh bà bán ở đây 19-20 năm thì là những người hàng ăn là cũng lâu đời ở chợ này chứ phải không anh ha? Đúng rồi, chợ này nói chung ai cũng nằm bán cũng mười mấy 20 năm. Anh Vinh lúc mà mới dọn ra đây bán những cái ngày đầu á, những năm đầu á thì có khó khăn gì không anh Vinh? À, khó chứ. Anh là người đầu tiên sáng kiến ra cái bánh lăng nước dừa này, là người đầu tiên ở Sài Gòn này. Người đầu tiên ba sang kia. Nếu mà giờ ở thì Sài Gòn thì có ai bán là tất cả những người đều là bắt trước anh hết. Dạ. Anh là người đầu tiên sáng kiến ra cái nước dừa cà phê. Tin anh, em tin anh. Dạ. Em tin anh. Bây giờ cứ vô Google gõ bánh lăng nước dừa thì con đổi là làm ra. Dạ. Ngày xưa mình bán từ 1 giờ tới 7 tối luôn. Hồi xưa đúng rồi. Hồi xưa bán 3 giờ tới 6 giờ. Dạ. Xong thì khách đông quá bị sớm một chút. Đó, trong kia cũng chỗ đựng rau câu, nước dừa với lại cái nguyên liệu của anh rất là nhiều. Chè thì bao nhiêu một ly anh Vinh? 10 ngàn đấy, món nào 10 ngàn hết. Là đồng giá đó hả? Dạ, 10 ngàn. Còn anh bao nhiêu? Đây là người nhà của anh mang rau câu với lăn lên đây. Đứa tiền lấy bánh lăng luôn. Vinh ai chở cho lên cho mình vậy anh Vinh? Cháu. Cháu. Anh Vinh, cái bịch đằng sau anh nó rất là nhiều, rất là to. Một ngày anh một ngày dọn ra anh bán khoảng mấy bì đó? 2.000 cái. 2.000 cái ạ. Dạ. Đây khách đông luôn các bạn, thực sự là đông vì anh bán đã 20 năm rồi, rất là nhiều người biết tiếng tăm của anh Vinh bánh lăng rau câu rồi ở đây, cả về chất lượng và cả về giá nữa. Và anh có tâm sự, anh là người đầu tiên khai sinh ra cái món mà bánh lăng nước dừa có cà phê nữa tại Sài Gòn. Ờ, thấy rồi, chạy tới kìa. Mua đặt hàng của anh Vinh. Đây là bánh lăng nè. Anh tự làm, rau câu anh tự làm và cả chè đậu xanh nữa. Mình cũng gọi một phần nè để thưởng thức. Đây. Ai ghé đây ăn anh? Trời ơi, nhiều lắm á. Bảo Thi nè, Nguyên Khang nè. Ca sĩ Bảo Thi anh? Ca sĩ đời Hài. Anh Hài gì đó mà lùng á. Trường Giang hay Trấn Thành anh? Ông gì đó. Ưa thích ăn lắm, nói chung là nhiều lắm. Lắm nhảy là vũ đoàn nhảy là vậy lắm. Cả trăm vũ đoàn. Dạ. Nói chung vũ đoàn nào ở Sài Gòn này cũng biết hẳn làm vậy. Dạ. Vũ đoàn là mấy cái này anh Vinh cũng nấu luôn chứ? Đó, tự làm hết rồi. Dạ, mọi thứ đều anh làm hết. Mình mua cà phê Trung Nguyên về á, cho mình lấy mới dạ. Nấu, mình pha ra. Ta là lấy cái nước là thôi bây giờ không luôn. Thì bỏ đường vô nấu. Dạ. Cà phê Trung Nguyên thằng mà. Đây là khách mới vô. Và cả shipper thức ăn nhanh nè. Đấy. Đấy. 10 bánh lăng.
10 bánh lăng, 2 đô câu. Cô bé này là vừa khoe cơ quan cái chỗ làm của mình. Dạ, đang đi ăn hàng. Em ăn đây nhiều năm rồi đó anh. À. Em biết tầm khoảng, em cũng mới tới chợ này thôi à, là khoảng 3 năm rồi. À. Em ăn ở đây. Em ăn anh thấy chất lượng ở đây thế nào? Chất lượng ok, giá hợp lý, giá rẻ. À. Ăn còn nhiều chứ, chợ bà chịu đi ăn một dĩa cũng phải 2.000 mà ở đây bỏ cá có 5.000. Cảm ơn. Hai dĩa là 6-7. Hai dĩa thôi. Dĩa ba cái chứ. Đây là khách mối của anh Vinh đang tính tiền. Em mới ăn lần đầu à. À. Một phần hả? 10.000 một dĩa. Nhà em ở xa đây không? Xa, nhà em quận 12 lận. À. Em có hồi trước giờ chưa ăn nhưng mà em có nghe tiếng của cái quầy rau câu bánh lăng này chưa? Dạ rồi. Bánh lăng. À, chị thấy chất lượng với giá cả như thế nào hả chị? Dạ thấy ngon. Em 20. Em ở xa lắm á, em chờ bà Chiểu em lên. Tôi chờ bà Chiểu lên đây mua luôn hả chị? Dạ, hai em quận 12 chạy lên đây luôn nè. Chị, cho em hỏi là chị biết bánh lăng rau câu của anh Vinh ở chợ Nguyễn Trỗi lâu chưa? Thời gian nào chứ mà thực sự thì em đã ăn lâu lắm rồi. Khoảng bao nhiêu năm ạ? Giá cả phù hợp, ngon. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Em ăn lâu lắm mà ăn nhỏ lắm. Anh dùng chứ cũng lâu lắm mà cũng chắc anh Vinh ra bao lâu là 19 năm, gần 20 năm rồi. Gì vậy? Anh Vinh ra đây là được gần 20 năm rồi đó. Ôi ơi, em ăn từ lúc anh chưa có con mà giờ con em lớn rồi. Em ăn từ lúc em chưa có con nữa. Lúc chưa có người yêu luôn á, là giờ là có chồng con rồi. Mười mấy tuổi này mấy tuổi. Khách mối khách ruột của anh Vinh. Em thấy một phần như vậy là 10.000 là rẻ hay mắc? Mấy bạn nữ mà xem cái review món này ráng được tìm được người chồng với người yêu giống như anh Vinh nè, lo tất tật hết. Đây là đàn ông kiểu mẫu của 2018 đây. Bán không? Bán đồng trà. 80 triệu. Ở buổi sáng rồi. Bay được lúc mình vô cái gì. Ăn đi chị ơi. Ăn đi. Cho xe vô đó.
Thank you.